Xin chào các bạn, mình là Cường đây, đại diện kinh doanh Sài Gòn Ford. Nếu các bạn có nhu cầu mua bất cứ dòng xe Ford nào, hãy gọi điện thoại cho Cường qua số điện thoại Cường để trên màn hình để nhận được tư vấn và hỗ trợ giá cả một cách tốt nhất. Hôm nay Cường đang giao chiếc xe Ford Ranger Raptor màu trắng. Thì tiện thể Cường sẽ làm một cái video ngắn nói về cái màu trắng trên chiếc xe Ford Ranger Raptor để cho quý khách hàng nào mà đang có nhu cầu mua Ford Ranger Raptor mà đang lăn tăn về cái vấn đề màu sắc, thì các bạn hoàn toàn có thể vô kênh YouTube của Cường để xem tất cả các màu xe về Ford Ranger Raptor. Bởi vì bây giờ tình hình dịch bệnh, khách hàng cũng có thể là ngại lên showroom, hoặc là nhiều khi lên showroom cũng không có tất cả các màu để mình xem xe. Thì trong kênh của Cường có tất cả các màu xe, cho nên các bạn hoàn toàn ngồi ở nhà thôi, các bạn cũng có thể là xem được tất cả các màu sắc về chiếc xe Ford Ranger Raptor này. Thì đối với lại cái màu trắng trên xe Ford Ranger Raptor thì các bạn sẽ thấy được một cái nét gì đó nó rất là lạ các bạn. Bởi vì bản thân chiếc Raptor là một chiếc xe nó rất hầm hố, cực kỳ hầm hố các bạn, nhưng mà nó lại khoác lên mình một cái màu là màu trắng. Thì cái màu trắng thì nó lại rất là hiền hòa, nó tinh tế, nó nhẹ nhàng, chứ nó không giống như là cái phong cách hầm hố, bạo lực, thể thao của chiếc xe Ford Ranger Raptor này. Cho nên là kết hợp hai cái điều đó lại, các bạn sẽ nhận được một chiếc xe nó làm cho các bạn một cái nhìn nó rất là lạ các bạn. Nó vừa nhẹ nhàng, vừa tinh tế, vừa lãng mạn của chiếc xe màu trắng mà lại hầm hố này. Các bạn nhìn cái lốp này, nhìn thôi là thấy khổng lồ rồi. 285 lốp xài bự lắm các bạn. Những cái phần bậc bước này làm bằng kim loại này, rất hầm hố các bạn. Thì các bạn mua Ford Ranger Raptor, các bạn mua màu gì thì các bạn hãy comment Cường cùng biết nha. Bạn Cường thì thấy màu gì cũng đẹp hết các bạn. Có tiền là mua thôi, chứ màu sắc này có xe nào lấy xe đó. Tại vì màu nào cũng đẹp, mỗi màu cũng đẹp một kiểu. Đây Cường quay kỹ cho các bạn cái nước sơn. Xe này thì đã được phủ sơn mất rồi, cho nên là nó sẽ rất là bóng, nó sẽ có một cái chiều sâu rất là sâu các bạn, cực kỳ sâu, rất là đẹp. Rất đẹp luôn các bạn. Đó, cho nên là xe của bạn mà chưa phủ sơn mất nó không đẹp như vậy thì hãy phủ sơn mất đi, thì các bạn sẽ thấy được cái nước sơn của chúng ta nó sẽ có một cái chất lượng tuyệt vời. Quá đẹp luôn các bạn, phần đầu xe rất là hầm hố. Một cái mặt ca lăng Ford to. Rất to luôn các bạn. Cụm đèn hậu full LED, điều chỉnh góc chiếu, tự động pha cốt, đèn bi gầm, tấm chắn gầm, giáp gầm phía dưới. Thì trong kênh của Cường đã có một cái bài review chi tiết về chiếc xe này rồi. Các bạn muốn xem lại cái bài review chi tiết thì các bạn hoàn toàn có thể vô kênh của Cường để xem lại. Còn cái video hôm nay chỉ nói về cái vấn đề màu sắc thôi. Đó, các bạn mà có nhu cầu mua xe thì hãy nhanh tay liên hệ với Cường. Bởi vì một cái thông tin Cường chia sẻ các bạn luôn là Ford Ranger Raptor sẽ ngưng sản xuất từ tháng 5 2022, nó sẽ run out cho đến đầu năm 2023, tức là từ tháng 5 2022 cho đến đầu năm 2023, xe Ford Ranger Raptor mới sẽ ngưng sản xuất. Và lúc đó các bạn muốn mua xe thì các bạn sẽ phải chờ đến tận đầu năm 2023 và mua phiên bản mới. Và chiếc xe này luôn luôn cháy hàng các bạn, cho nên là các bạn mà có nhu cầu các bạn mua xe thì nhanh tay đặt hàng để Cường giao cho các bạn. Các bạn là khách hàng cuối cùng nhận cái lô xe cuối cùng của Ford Ranger Raptor này. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của Cường. Đừng quên subscribe kênh YouTube của Cường để đón xem nhiều video về các chủ đề xe cộ nha. Có nhu cầu mua xe hãy gọi điện thoại cho Cường qua số điện thoại Cường để trên màn hình.